Xin kính chào các bác nhé. Hôm nay cửa hàng giới thiệu với các bác một em súp điện rất là mỏng các bác nhé, bọc vải này, cầm rất là sướng tay luôn. Đây, súp điện bát 20 các bác nhé, súp điện bát 20 siêu mỏng. Và đi kèm sản phẩm thì có sẵn dây đầu nối các bác nhé, có hàng cầu chì này, rất là cẩn thận luôn. Đây, dây âm này. Rồi là dây tín hiệu đây các bác nhé. Đây là loa siêu trầm. Và rất là đặc biệt là nó có hỗ trợ loa tép các bác nhé. Có thể đánh chế độ full, nghe đầy đủ âm thanh bass check nhé. Đấy, khi mà gắn trên ô tô này, dàn âm thanh trên ô tô có rồi. Tuy nhiên là dù cái xe cha hiện đại nhất thì cũng không trang bị loa trầm các bác nhé. Đấy, cho nên là chỉ với mấy trăm nghìn thôi các bác bổ sung thêm loa trầm. Đấy, loa này thường thì chúng ta bật chế độ súp thôi, chế độ đánh súp ấy, để bổ sung tiếng trầm cho dàn âm thanh trong xe, cho nên là cũng ít khi chúng ta bật chế độ full. Nếu mà dàn âm thanh trong loa yếu quá thì chúng ta có thể bật chế độ full để cho âm thanh nó đầy đặn hơn. Đấy, bass 20 các bác nhá, bass 20 dày thì khoảng 7 cm thì các bác nhá. Chúng ta để gầm ghế rất là tiện lợi luôn. Và ở đây là bọc vải sờ rất là mịn. Đấy. Đây, mạch của nó đây các bác nhá. Đấy, sau đây thì em sẽ test luôn cho các bác, test nhanh cho các bác luôn này. Sẽ bật cái nhạc mà có lời các bác nhá. Thì khi bật sang chế độ full với chế độ súp thì các bác sẽ thấy sự khác biệt hơn. Sóng hát ca hái áo tung trời đưa
là khi bật chế độ full thì nếu mà dàn âm thanh loa trong xe nó yếu thì các bác bật chế độ full thì bass vẫn rất là mạnh và bổ sung thêm tiếng hát rất là đầy đặn, tiếng tép rất là hay các bác nhá. Đây, loa bass 20 rất chắc chắn các bác nhá, loa tép rất là độc đáo. Trên thị trường thì chỉ có loại loa mà chỉ có loa súp này thôi, không có chế độ full mà cũng không có loa tép này các bác nhé. Đây, một sản phẩm rất là đặc biệt đấy các bác, nhớ mua hàng trên Shopee các bác nhé, hai cửa hàng ở trên Shopee, các bác nhấn theo dõi Shopee các bác nhé, để được theo dõi sản phẩm mới nhất, giống như là các bác đăng ký trên kênh YouTube để sẽ được thông báo khi có sản phẩm mới, chương trình khuyến mại các bác nhé. Đấy, mua hàng trên Shopee rất là tiện lợi, các bác bấm mua hàng cái là xong. Rồi, xin chào các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Các bác hãy nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để được nhận thông báo sớm nhất khi có video mới. Nếu các bác có thời gian, các bác hãy nhấn vào hình dưới đây để theo dõi những video tiếp theo. Chúc các bác có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn.